những gương mù gương xấu làm thương tổn các tâm hồn và giết hại niềm hy vọng. Đức thánh cha chia sẻ như thế trong thánh lệ sáng nay tại nhà nguyện Marta. Chúa đã nói, không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã, nhưng vô phúc cho kẻ nào gây ra gương xấu. Trong bài tin mừng hôm nay, khi nói về những kẻ gây ra gương mù gương xấu, Chúa Giêsu đã nhắc các môn đệ, anh em hãy canh chừng, hãy đề phòng, hãy cẩn thận đừng gây ra gương mù gương xấu bởi vì gương xấu sẽ làm thương tổn dân chúa sẽ gây trọng thương cho những con người bé nhỏ dễ bị tổn thương trong dân chúa và nhiều khi những vết thương ấy ảnh hưởng tới cả cuộc đời gương mù không chỉ gây tổn thương mà còn có khả năng giết hại nó giết chết niềm hy vọng giết chết các gia đình giết chết nhiều tâm hồn anh em hãy cẩn thận hãy coi chừng chính bản thân mình lời cảnh báo này được dành cho mọi người, cho từng người. Nếu các Kitô hữu mà sống như dân ngoại, thì đây quả là gương mù gương xấu cho dân Chúa. Biết bao tín hữu Kitô có đời sống xa lìa người dân, có đời sống mâu thuẫn nơi chính mình. Sự rời rạc, sự nguội lạnh, sự phản chứng của các kỳ Tô hữu là một trong những vũ khí đơn giản nhất mà ma quỷ sử dụng để làm suy yếu dân Chúa, để làm cho dân Chúa lìa xa Chúa khi sống phản chứng, các Kitô tô hữu ấy nói một đảng là một nẻo. Sự mâu thuẫn ấy, gương mù gương sâu ấy, hôm nay phải đặt cho chúng ta câu hỏi rằng, bằng cách nào tôi có thể thống nhất cuộc sống của mình? Bằng cách nào để cuộc sống của tôi được nhất quán, được hợp nhất với tin mừng, được liên kết mật thiết với Chúa? Có những gương xấu, đó là các ký tô hữu không chịu chi trả đúng đắn, và dường như phục vụ người khác nhưng kỳ thực là để làm giàu cho bản thân thậm chí có cả những gương mù gương xấu của các mục tử trong giáo hội họ chẳng quan tâm gì đàn chiên và ngày càng xa lánh dân chúa chúa giê xu đã nói với chúng ta rằng không thể phục vụ hai chủ không thể vừa phục vụ thiên chúa vừa phục vụ tiền bạc được một khi người mục tử gắn bó với tiền bạc thì đó là gương mù gương xấu gương mù gương xấu chính là khi vị mục tử gắn bó với tiền bạc mỗi vị mục tử phải tự hỏi chính mình rằng cung cách mà tôi làm bạn với tiền bạc như thế nào có những mục tử tìm kiếm leo lên danh vọng thay vì khiêm tốn hiền lành gần gũi dân chúa có vị mục tử cảm thấy mình là ông chủ và ra lệnh cho mọi người vị ấy tự hào tự mãn chứ không phải là mục tử phục vụ dân chúa hôm nay là một ngày tốt lành để chúng ta làm việc xét mình về điều này gương mù gương xấu hay là không và như thế nào đó là cách chúng ta có thể trả lời với chúa và để có thể tiến lại gần người hơn một chút